Phố nhà tôi là một con phố nhỏ, phố bao quanh khu chợ lớn, ngày xưa gọi là phố Hàng Gà, thuộc tỉnh Lẻ ở miền Bắc. Nếu so sánh với ba mạng quanh chợ còn lại, thì mạng nhà tôi là phố nhỏ nhất và bé nhất. Khu chợ này, ngày xưa, ông ngoại tôi kể là nơi Pháp chiếm đóng và quản lý. Nhà tôi có hai gian, gian to bố mẹ và tôi ở, còn gian nhỏ thì bà nội và chị gái tôi ở. Khoảng những năm 2001, khi tôi vào lớp 1 thì bắt đầu nhận thức được những thứ gì đang xảy ra một cách khá mơ hồ. Tôi đã cảm nhận cái ngõ trong con phố nhỏ nơi tôi ở rất lạnh lẽo. Lớn thêm, được lên lớp 3 thì mọi chuyện bắt đầu kinh dị dần. Gia đình đầu tiên, bác hàng xóm ở đối diện nhà tôi đột ngột chuyển nhà sang con phố khác. Bác cực kỳ tốt bụng và chơi thân với nhà tôi. Trước khi chuyển đi, bác còn kịp nhắn nhủ với cả nhà tôi là nhà bác ấy có ma. Gia đình bác hàng xóm có 3 người, 2 bác và 1 anh con trai sống trong căn nhà khoảng chừng 35m². Cái ban công nhà bác ấy thì sát nhà tôi. Cái thứ mà làm cả gia đình bác ấy phải chuyển nhà đi rất vội, nó lại ở ngay ban công ấy. Nó sát cạnh nhà tôi. Đó là một cô gái mặc đồ trắng toát, tóc dài đen che kín mặt, tay cầm cái lược, cứ thế chạy tóc ở ban công. Bác ấy kể, lúc thấy thế sợ lắm, trùm chăn kín mít, tưởng chừng cô ta sẽ ở yên đó. Nhưng không, khi bác ấy bỏ chăn ra ngó thì cô ta đã lết vào dưới chân giường nhìn chằm chằm từ bao giờ. Sợ quá, tối đó bác ngất liệm đi tới sáng. Sáng hôm sau dậy, bác hoàn toàn tiêu tụy tới mức không thể ăn sáng nổi. Vì sợ quá mà không thể chậm trễ hơn, bác tức tốc gọi người vào chuyển hết đồ sang nhà khác ngay trong ngày, càng nhanh càng tốt. Căn nhà ấy được sao bán nhưng không ai mua, nó cứ được để không như thế. Bán đi tận 2 năm mới có một gia đình mua và chuyển vào ở. Gia đình mới mua căn nhà ấy là hai vợ chồng cực kỳ bận tính. Chồng thì làm liền xớt xược, người vợ thì trộm cắp vặt. Vẫn căn nhà ấy chỉ có 2 tầng chút xíu trong không gian 35m², nhưng tên chồng thường xuyên bị ốm nặng rồi ngã gãy cả chân đến què quặt. Bà vợ bán hàng ăn thì lụi bại trông thấy. Người con trai thì tai nạn ngoài quốc lộ lòi cả ốc. Còn người con gái thì cả năm mới về thăm nhà, xong cũng không dám về nữa. Ngõ nhà tôi có rất nhiều đàn ông trai tráng, số lượng áp đảo lên tới 75%, trong khi cả ngõ chỉ vẹn vẹn 7 hộ dân. Nhưng ngay sau khi cô gái ngồi chải tóc trên ban công cạnh nhà tôi xuất hiện, thì những người đàn ông trong các nhà thường xuyên gặp rủi ro kinh khủng. Gia đình thứ hai, gia đình này ở sát vách nhà tôi bên trái. Ông chủ nhà là một người phải nói là khỏe vô cùng. Cứ 4 giờ sáng là ông ấy làm lồng và chở ra chợ bán với vợ. Ấy thế mà đùng một cái, đang ăn cơm tối thì ông ấy lăn đùng ra chết. Mẹ của ông ấy thương con quá, tới mức hóa điên hóa rồ. Đêm nào bà cũng mở cửa ban công tầng 2 ra chửi rất to. Bà cứ hét lên: "Chúng mày đừng hòng cướp được tài sản của nhà tao." Tối nào cũng thế, mà không có ai ở đó để bà chửi cả. Bà cứ chửi ra từ ban công xuống cái mặt ngõ tối om, hướng về cái căn nhà mà tôi kể ấy. Ai nhìn thấy cũng thương, không những thương mà còn sợ nữa. Một thời gian ngắn sau, bà cụ cũng đi. Bà chết không rõ nguyên nhân ngay trong đêm. Gia đình thứ ba, gia đình có 5 người con, 4 nam, 1 nữ. Ấn tượng từ khi còn mẫu giáo của tôi với các anh chị ấy đều là những người rất tốt và có học. Rồi chuyện không hay cũng tới, lần lượt từng người một trong 4 anh em trai của nhà đó qua đời. Họ toàn chết bởi tai nạn giao thông, mất an toàn lao động, chết đột ngột và nhanh chóng. Còn một chị con gái thì lại chả vấn đề gì. Gia đình thứ tư, nhà bác này có 2 đứa con, 1 trai 1 gái, ngoan ngoãn hiền lành. Nhưng mọi chuyện lại thay đổi khó ngờ khi các con bác ấy lớn lên.
người con trai thì nghiện ngập điên loạn, toàn chơi với lũ du côn. Rồi đến một ngày, khi tôi đang bắn bi ở ngõ vào năm 2007, thì thấy ông con trai chạy thục mạng với cơ thể đầy máu, sau lưng là hai thằng cầm phóng lợn đuổi theo. Kết cục anh ấy chết, nhưng không phải một cách bình thường. Anh ấy bị chúng nó bắt đi cả tuần trời, cuối cùng bị vứt xác ngoài quốc lộ cho xe công cán nát bét. Có một điểm chung ở trong con ngõ nhà tôi, đó là tất cả người chết đều là đàn ông trai tráng, không hề có phụ nữ hay trẻ con. Đến năm 2008, tôi rời quê theo bố mẹ vào Nam sinh sống, một phần cũng muốn tránh cái ngõ ấy ra để sống yên tâm. Ngoài này còn bà nội tôi sống trong gian nhà nhỏ trong ngõ ấy. Năm 2013, tôi học xong 12 và cả nhà loại ra Bắc. Lúc này thì nhà tôi chỉ còn một gian nhà thay vì hai căn như trước. Tôi 18 tuổi rồi, những chuyện ly kỳ trong ký ức hồi bé của tôi, nó đang chuẩn bị đến với chính tôi. Đợt này ra Bắc, không hiểu ai xui hay sao mà tôi cứ nhất quyết về quê cũ học và sinh sống. Bố mẹ thì ở Hà Nội. Gian của bà nội là chỉ có 2 tầng. Tầng 1 là bà nội ngủ, tầng 2 thì là bàn thờ và một cái giường nhỏ. Tôi được xếp ngủ trên ấy một mình. Cái tầng 2 mà tôi đang ngủ ấy, nó có cái ban công giáp với ban công căn nhà có con ma nữ. Thời gian đầu tôi ngủ một mình trên gian thờ ấy chưa quen. Nói thật là cũng sợ nên không ngủ được. Tôi nhớ có một hôm nằm xem phim tới 2 giờ sáng thì thiếp đi lúc nào không biết. Xong lúc ấy cũng chả biết đang mơ hay đang thức. Tôi thấy có cái bóng đen tóc dài lắm, nó đứng lù lù dưới chân giường nhìn về phía tôi. Tôi sợ quá mà không làm gì được, chắc là bị bóng đè. Sợ quá, cuối cùng bấm tay các thứ cũng cử động được. Nhưng lúc nhào dậy thì không thấy ai hay cái gì nữa. Lúc đó tôi chạy xuống nhà với bà nội trong cơn hoảng loạn sợ sệt. Sáng hôm sau tôi có kể với mẹ tôi và cô em gái út. Mẹ tôi thì kể thế này: từ ngày mà tao làm dâu về hai gian nhà này ở với bố mày và bà nội thì tao đã gặp chuyện đáng sợ, nên tao không bao giờ dám đi một mình lên cái gian thờ đấy cả. Ngày ấy tao mới về thì kiểu con dâu nên chăm chút mẹ chồng ấy, nhưng cứ tối mà xuống gian của bà nội lại rằng tao nghe thấy tiếng cây kéo rơi lảng xoảng rất to trên gian thờ, mà lên thì không hề thấy ai và cũng không hề có cây kéo nào cả. Mẹ tôi đâm ra sợ, mẹ yếu bóng vía lắm, hễ lên gian thờ là phải gọi tôi hoặc bố đi cùng. Hồi bé tôi thấy mẹ gọi là cứ đi thôi chứ không biết gì. Con em gái út của tôi sinh năm 2004, hè nó cũng về quê chơi. Nó kể trong sợ hãi là cũng không bao giờ dám bước chân lên gian thờ nhà ông bà nữa. Vì có lần nó nằm mơ thấy một mụ đầu tóc rủ rượi cầm cái kéo đứng ở cầu thang tầng 2, cấm không cho nó được lên gian thờ ấy. Nó kể với mẹ tôi, thế mà mẹ tôi không kể gì với tôi cả. Tôi biết chuyện, vừa sợ vừa nghĩ, không biết thứ gì nó ám cái ngõ nhà mình, hay là nó đang sống trong căn nhà mình từ lâu nay. Một thời gian đắn đo và tôi quyết định lên Hà Nội luôn. Bà nội tôi đã sống ở căn nhà ấy hơn 30 năm. Dù có nài nỉ thế nào bà cũng không đi, nên đành phải để theo ý bà. Ngày ấy bác tôi trong Nam ra chơi và ngủ lại với bà nội, thì chính cái đêm ấy, cái thứ quái quỷ kia nó dọa nạt bác và bà nội tôi trong chính căn nhà bà nội tôi đã ở hơn 30 năm. Bác và bà tôi đều kể lại là trong đêm đó có rất nhiều vong hồn nhảy múa và la hét xung quanh giường ngủ ở tầng 1. Thậm chí là chúng nó còn nhấc cả giường, giường đứng lên, làm bà nội và bác tôi sợ quá phải chạy chân đất ra ngoài đường lúc 2-3 giờ sáng. Nhà tôi bỏ tiền ra đi xem thầy thì biết rằng cả con ngõ bị ảnh hưởng bởi 4 cái bùa từ thời Pháp thuộc. Vì ngày xưa Pháp đóng quân ngay trong khu chợ nhà tôi. Bùa được chôn ở 4 góc ngõ, dây vào đất của 3 căn nhà.
Nhà tôi cũng có dính một cái bùa, thảo nào làm ăn lụi bại, bị trộm cắp và phải bán gian đầu đi, để lại gian nhỏ của bà nội. Nên nhà tôi lẳng lặng đón bà lên Hà Nội cùng gia đình sinh sống. Gian nhà ấy vẫn còn bàn thờ và vẫn là địa điểm tụ họp của cả họ nội nhà tôi mỗi khi giỗ chạp. Tôi có về sửa sang và quét sơn lại nhà, nhưng thề là tôi không dám vào hay làm gì một mình. Mỗi lần vào và lên gác hai một mình là tóc và da tôi nó dựng ngược lên đến lạ lùng. Những gia đình trong con ngõ vẫn sống, nhưng bây giờ chỉ toàn là những bà mẹ già, những bà vợ đã có tuổi. Hình bóng những người đàn ông cảm giác rất xa xôi trong con ngõ u ám ấy.